Chào mừng các bạn trở lại với kênh của mình. Mình là Giáo Bé Hà. Mình là nhà chơi Hunter các bạn. Con quỷ này gì dữ quá trời luôn nè. Thấy người nè. Người đầu tiên. Cô em làm gì đây? À, hút vô á. Được nha. Mình với bác sĩ chứ. À, quên. Với bác sĩ chứ. Mình chơi 1-1 luôn nha. Sẽ người cứu thôi. Cứu đi. Cứu đi. Cứu đi. Nhưng qua tim. Cứu đi. Rồi rồi, không nhìn nó đâu hết rồi. Ê, fan. Fan. Không nhìn nó đâu nha anh em. Cái xe máy nó chứ. Không có lại. Hai người là mình hòa rồi. Sao? Rồi nó bỏ mi rồi, không ai cứu mi hết. Hai hai người cứu luôn. Cứu đi. Cứu đi. Nha. Cái lồng đèn là làm gì ta? Wow. Hành tên nó biết nó chỉ chịu mọi người. Tụi này nó không sửa máy luôn kìa. Mê lắm. Anh thấy em hơi buồn. Nhấp vào vô. Này lướt. Cái con này thú vị chứ. Nhảy nó ghen mà. À. Mày nó có gì? Một người đang sửa máy mà này cứu. Chặn đường á. Ừ. Rồi không ai cứu mình rồi bác sĩ ơi. Teo. Ê. Xong. Đi kiếm em coi. Đây. Hello fan. Hello fan. Mình chiêu đồ đó. Chiêu.
chill. Má chill. Mày có luôn vậy hả? Chill. Không vậy. Cho cái sửa máy không à? Này thúc người đúng không? À không, cho có nọ nè. Còn có nọ mới dùng mấy kỹ năng. Nếu mà có hai nọ, hai nọ mình ép thì cho ta lên. À vậy là con này chỉ có lướt thôi. Liên tục luôn á, vậy anh ơi bá. Ôi trời ơi. Dạ. Mà thấy nó trên tay có một kẻ hết rồi. Đây rồi. Mình chơi mày bắt chuột chứ thằng này nhé. Chết con này có muốn không? Sẽ cầm nó đi vòng vòng, mình cho nó đi dạo phố. Chạy cái gì mà chạy? Chặn cái đầu mày nè. Win. Cho các bạn thấy clip của mình. Chào các bạn có clip sớm nhất.